Hello mọi người, đã lâu lắm rồi thì chúng mình mới gặp lại nhau và cũng một khoảng thời gian dài chuyên mục Top Game mới được lên sóng lại với các bạn. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang đến các bạn danh sách những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất cực hay mà nó có thể chơi được trên hầu hết các nền tảng khác nhau. Vậy nên là mình mong là sau khi xem xong video này, các bạn sẽ có thêm lựa chọn trong việc tìm kiếm tựa game giải trí dành cho bản thân nhé. You think your hero, William Joseph Blazkowicz. Wolfenstein phần 2, The New Oculus là cái tên mà mình lựa chọn để mở đầu cho danh sách ngày hôm nay. Được phát triển bởi Machine Game, series Wolfenstein này cũng đã có cho nó hẳn 13 phần game rồi, vậy nên là độ uy tín và chất lượng phải nói là miễn bàn. Đây là phần game tiếp nối những gì xảy ra ở trong phần The New Order trước đó. Thế nhưng lý do vì sao mình giới thiệu đến các bạn phần 2 này chứ không phải là bắt đầu từ phần game tiền nhiệm bởi chính lối chơi bắn súng cực kỳ classic và nội dung game cũng hấp dẫn không kém. Wolfenstein The New Oculus được đánh giá là tựa game bắn súng hết sức đã tay và mang tính giải trí cao, nơi người chơi chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ. Một là theo dõi những cái đoạn cutscene để biết hơn về cốt truyện của game, và hai chính là hạ gục càng nhiều những tên phát xít càng tốt. Chúng ta sẽ có nhiều hơn một lựa chọn để đánh bại kẻ địch, lén lút hạ gục từng người trong yên lặng hoặc là hai tay hai súng lao vào giữa chiến trường. Không khí trong game cũng được đầu tư rất kỹ lưỡng chứ không đơn thuần chỉ là một tựa game bắn súng liên tù tì. Như đã nói ở phía trên thì chiều sâu trong cốt truyện game cũng là một điểm cộng, nơi chúng ta có cơ hội hiểu thêm rất nhiều về tâm lý của những kẻ phân biệt chủng tộc và cách nhìn của chúng đối với những người da màu hay là người Do Thái. Về mặt chiến đấu, những tính năng vốn có như là hai tay hai súng, tháo súng máy hay là vũ khí đa dạng vẫn còn đó. Môi trường trong phần The New Oculus này cũng trở nên rộng lớn hơn hẳn so với trước và cách bạn tiếp cận mục tiêu cũng đa dạng hơn, cho bạn nhiều lựa chọn hơn. Đã từ rất lâu rồi, franchise Doom dường như trở thành biểu tượng tiêu biểu cho dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Ba phần game tiêu biểu của franchise này mình muốn đề xuất đến các bạn chính là Doom 1993, Doom phần 3 và Doom Eternal. Doom sẽ cho người chơi vào vai chiến binh không gian ra sức chiến đấu với đám quái vật đến từ địa ngục, bao gồm ma quỷ, xác sống, v.v. Song song với việc chiến đấu thì người chơi còn phải duy trì số lượng đạn dược cũng như là chỉ số sức khỏe của mình. Tất nhiên mỗi phần game thì nó sẽ có cách thể hiện khác nhau. Như ở phần Doom 1993, hình ảnh game chỉ dừng lại ở mức 2D5 mà thôi và nó sẽ phù hợp với những ai muốn sống lại tuổi thơ oanh liệt của mình. Còn Doom phần 3, cá nhân mình đánh giá là phần game kinh dị hơn tất cả các phần game khác nên sẽ phù hợp với những ai thích nhiệt độ game như vậy. Doom phần 3 từ lúc vừa ra mắt thì cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi bởi chính việc thay đổi lối chơi của nó. Nhưng rõ ràng với số điểm 81 trên 100 mà Metascore trao cho phần game này, mình có niềm tin là nó sẽ phù hợp với những ai đang cần một game bắn súng kinh dị, đánh vào tâm lý nhiều hơn. Doom Eternal có lẽ là phần game làm hài lòng đại đa số mọi người từ lối chơi, hình ảnh game cho đến nội dung của nó. Phần game có nhiều cơ chế chơi mới hơn so với các bạn tiền nhiệm, cộng thêm việc giữ lại những cơ chế cũ khiến cho nó càng đáng chơi hơn bao giờ hết. Tất nhiên là cơ chế di chuyển chiến đấu của chúng ta được nâng cấp thì kẻ thù cũng phải có gì đó ngang tài ngang sức mới được chứ. Ngoài đám quái quen thuộc từ phần game trước thì Doom Eternal sẽ có thêm một loạt các quái vật mới cống khó nhằn vô cùng. Để chơi Doom Eternal thì cá nhân mình khuyên các bạn là nên chơi phần Doom trước. Tập làm quen với những con quái ở trong đó thì may ra mới có thể đánh bại được bọn quái vật ở trong Doom Eternal. Còn ok, bạn không mấy quan trọng về việc thua sắp mặt hay là try hard liên tục không sợ chán thì quyền quyết định vẫn là ở bạn mà. Từ game bắn súng với đồ họa 2D mà mình muốn nhắc đến sau đây chính là Borderlands. Và tất nhiên nó có 3 phần, bạn muốn trải nghiệm phần game nào cũng được cả. Hoặc nếu bạn đang có máy Switch, Switch Lite thì hoàn toàn có thể mua hẳn bộ Borderlands Legendary Collection để chiến cho máu. Borderlands là game thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất kết hợp cùng với những nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra khi chơi Borderlands, người chơi sẽ vận dụng được các kỹ năng loot đồ, tìm vũ khí và lựa chọn loại vũ khí phù hợp với nhiệm vụ của mình sắp phải đối đầu. Một tựa game có hơi hướng thiên về kinh dị sinh tồn với bầu không khí sợ hãi và nguy hiểm luôn rình rập chúng ta. Đúng vậy, Alien Isolation chính là cái tên mà mình muốn nhắc đến.
Không giống với những trò chơi liên quan đến người ngoài hành tinh khác, Alien Isolation tập trung nhiều hơn vào lối chơi kinh dị tàng hình và sinh tồn. Hiển nhiên rồi, người chơi chúng ta cần phải luôn tránh né và cố thoát khỏi sinh vật ngoài hành tinh bằng các thiết bị như là máy theo dõi chuyển động hay là súng phun lửa này. Chúng ta sẽ vào vai nhân vật Amanda Ripley, cô sẽ bắt đầu khám phá trạm vũ trụ và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ tại đây để đánh bại kẻ thù, tất nhiên là đám quái vật nguy hiểm kia rồi. Cơ chế chơi phong phú, người chơi hoàn toàn có thể chạy, leo thang, lẻn vào lỗ thông gió, cúi người hay là nghiêng người để có tầm nhìn lén lút, vân vân, đúng chất của một tựa game FPS. Xuyên suốt hành trình thực hiện nhiệm vụ thì người chơi chúng ta cũng sẽ dần khám phá ra câu chuyện về Amanda, về lý do vì sao cô phải dấn thân mình vào trạm vũ trụ này và cô đang cố làm sáng tỏ điều gì kia chứ. Mình sẽ để cốt truyện game lại cho các bạn dần khám phá nhé. Superhot, một tựa game FPS khá là kỳ quặc, cũng là game bắn súng đó nhưng mà nó lạ lắm. Thời gian chỉ di chuyển khi mà bạn di chuyển chính là những gì mà nhà phát triển tựa game này cô đọng lại cho người chơi chúng ta. Bản thân mình cảm thấy Superhot như một tựa game bắn súng slow motion vậy, nhưng lại mãn nhãn cực kỳ bởi chính những cái chuyển động mỗi lần chúng ta bắn đạn ra, chúng ta di chuyển qua kẻ thù hay là thậm chí đấm vỡ mặt chúng. Superhot còn kỳ lạ ở chỗ là nhân vật không có mặt mũi nhất định, ngay cả kẻ thù cũng vậy, cũng không có một nội dung gì cả. Người chơi chúng ta chỉ việc nhảy vào một không gian đó rồi đấm đánh, nhặt súng lên và bắn những kẻ đang có ý định tiến lại gần bạn mà thôi. Trông thì không khác gì cái trò Smash Hit nhưng là phiên bản bắn nhau cả. Và đúng là mình cảm thấy Superhot cũng hệt như Smash Hit vậy. Chơi để thư giãn là chính, không cần phải đặt nặng vấn đề hoàn thành nhiệm vụ hay là biết nội dung game là gì. Trong một danh sách game bắn súng như thế này khó mà không xuất hiện cái tên Bioshock, và bản game hôm nay mình muốn nói đến chính là Bioshock The Collection. Lý do vì sao? Đơn giản vì đây là bản game bao gồm cả 3 phần, Bioshock, Bioshock 2 và Bioshock Infinite, nhưng sẽ được nâng cấp hơn một chút về hình ảnh và tốc độ khung hình, khiến cho việc bắn súng ở trong game trở nên mượt mà hơn nhiều. Mỗi phần Bioshock trong gói Collection này sẽ mang lại cho người chơi nhiều cái trải nghiệm khác biệt. Bioshock phần đầu sẽ cho chúng ta cảm giác cũ kỹ về yếu tố đồ họa. Chúng ta sẽ vào vai Jack ở trong một vụ rơi máy bay vào năm 1960. Jack phát hiện ra thành phố Rapture ở dưới đáy biển và cũng bắt đầu từ đây thì anh khám phá ra một siêu năng lực đặc biệt. Phần chơi này sẽ có một chút yếu tố nhập vai và chúng ta sẽ có cảm giác là tự do khi tiếp cận được nhiều hướng chiến đấu khác nhau. Phần game thứ hai sẽ cải thiện được vài điểm ở trong yếu tố gameplay so với bản tiền nhiệm. Người chơi lần này sẽ vào vai Big Daddy, không phải là một rapper, là một phản diện có liên quan đến phần Bioshock trước đó. Phần 2 của game sẽ lấy bối cảnh 8 năm sau đó cũng tại thành phố Rapture dưới đáy biển sâu kia. Phần cuối cùng trong bộ collection này chính là Bioshock Infinite, lấy mốc thời gian là tiền truyện của phần game đầu tiên. Bối cảnh diễn ra tại thành phố Steamboat ở trên không trung Columbia. Người chơi sẽ vào vai thám tử Booker DeWitt. Có nhiều đánh giá rằng họ ấn tượng nhất ở phần chơi này là môi trường màn chơi mở rộng nên là mang lại cho người chơi cảm giác đây là tựa game FPS thế giới mở. Còn về cơ chế chơi thì vẫn giữ lại được kha khá. Nâng cấp rõ nhất có thể thấy được đó là mặt hình ảnh đã mang đến cho người chơi trải nghiệm hoàn toàn khác bọt so với hai phần game còn lại. Save the Best for Last, series game Metro có lẽ đã quá được lòng những ai là fan hâm mộ của dòng game FPS này rồi nên là tất nhiên không thể nào thiếu ở trong danh sách này được. Kết thúc video này, mình đề xuất các bạn nên trải nghiệm Metro series, bao gồm phần game Metro 2033 và Metro Last Light Redux. Dòng game Metro đã tạo ra được một nước Nga hậu tận thế vô cùng tuyệt vời mà có lẽ ít có tựa game nào có thể làm được. Nhịp độ game chậm, câu chuyện lẫn nhân vật ở trong game tạo cho người chơi dấu ấn sâu đậm sau khi trải nghiệm xong thì quả thật là không có gì để tranh cãi khi Metro được đánh giá là game FPS đáng để chơi. Không khí trong game được xây dựng kỹ lưỡng vô cùng, tạo cho người chơi có cảm giác u ám khi phải liên tục đi qua những khu vực như đường hầm tối tăm, một không gian mùa đông hoang tàn lạnh lẽo với vô vàn nguy hiểm rình rập từ các sinh vật đột biến tại đây. Ở hai phần game này, nhà phát triển đều xây dựng cho nó cốt truyện chặt chẽ, hình ảnh game thể hiện đến người chơi cũng đậm chất hậu tận thế với phong cách chiến tranh nguyên tử, xám xịt và chết chóc. Gameplay của Metro tuy có vẻ khiến nhiều người chơi bối rối không biết là nên khen hay là chê vì nó có quá nhiều chức năng. Thế nhưng mà sau cùng thì đa số mọi người vẫn đánh giá rất cao về Metro, mặc cho đây là tựa game ít được biết đến đi chăng nữa. Ok, đó là gợi ý của mình về những tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất mà bạn nên thử qua. Nếu như bạn có thêm gợi ý nào khác thì cho bọn mình biết ở bên dưới phần bình luận nhé. Hoặc là bạn đã từng chơi qua cái tên nào trong danh sách này, cảm nhận của bạn về nó ra sao, bạn cũng có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết nha.
Xe Game bọn mình chúc các bạn luôn giữ sức khỏe tốt, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định để chúng ta sớm có thể quay lại trạng thái bình thường. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!